Xin nhiệt chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế giới Tử Sa. Một kênh chuyên về ấm chén tử sa chính hãng từ Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay là sáng thứ bảy ngày 30 tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị, đối với những người sưu tầm ấm tử xa, đam mê ấm tử xa và thưởng thức trà thì rất mong đến những ngày thứ bảy để chúng ta cùng gặp nhau và cùng ngắm rất nhiều tác phẩm ấm từ xa đẹp và độc đáo và kênh YouTube thế giới từ xa luôn luôn là một nhu cầu đối quan trọng của quý trà hữu chúng ta cùng thưởng thức những ly trà thật ngon và tạo nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống ngày càng một tốt đẹp hơn thưa quý vị sáng thứ bảy tuần này sẽ là một video rất đặc biệt đó là video tổng hợp về 8 tác phẩm ấm từ xa đẹp độc đáo và trong đó có một tác phẩm là độc bản duy nhất ở Việt Nam vâng ấm của nghệ nhân vâng ngài đại sư một tác phẩm rất kinh điển và chúng tôi xin phép được giới thiệu 8 tác phẩm ấm từ xa đẹp độc đáo vào sáng ngày thứ bảy thưa quý vị đầu tiên đó là một cặp đôi ấm từ xa và chúng tôi thường gọi là đẹp ngon bộ rẻ đó là cặp đôi ấm từ xa cùng chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn và lung hỏa biến bằng củi vâng shop nhập về khoảng 350 tác phẩm và đến ngày hôm nay tức là ngày thứ bảy chỉ còn lại khoảng 16 tác phẩm hôm trước cũng lên một video và giao lưu được khoảng 5 tác phẩm rồi vâng. và đây là hai tác phẩm còn lại trong số 350 tác phẩm ấm từ xa cùng chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn lung bằng củi và thưởng thức các dòng trà Việt các dòng trà san tuyết các dòng trà Thái Nguyên các dòng trà phổ nhĩ thì rất là ngon vâng và đây là một cặp đôi còn lại Thưa quý vị, chiếc ấm mã số D94. Chiếc ấm từ xa dáng ấm trụ sở trúc. Họa tiết nổi bật đó là phần đắp những cái cành trúc ở phần vòi, phần quai ấm và phần núm nắp. Và người ta có cách điệu cả cái phần cái lỗ thoát hơi này cũng chính là cái phần uh, một cái đoạn của một cái cành trúc đắp lên. Vâng. Một tác phẩm rất đẹp và ấn tượng. Và đương nhiên rồi, chiếc ấm với tỷ lệ khoáng thì rất cao. Và đối với dáng ấm trụ sở thì đây là một cái dáng ấm mà nước rất đẹp, dáng cao, đơn giản, thoát dáng. Vâng. Tác phẩm lọc 7 lỗ. Quý vị hãy cảm nhận bên trong ạ. Cái phần cháy đen ấy đó chính là cái phần kim loại sắt vâng mặt bên phải đó là phần vẽ khắc một cái bức tranh một cái bức bức tranh sơn thủy bên trái là phần chữ thư pháp khắc chìm một tác phẩm đẹp dễ dùng mã số D 94 270 mươi giá 1 triệu 180 nghìn và ở video vào sáng ngày thứ bảy shop tặng thêm quý vị và các bạn ba chiếc chén tuy nhiên ba chiếc chén này cũng không đồng màu được với chiếc ấm bởi vì quy trình nung chiếc ấm này sẽ có bốn giai đoạn và những chiếc chén mà muốn nung cùng màu cũng phải lung như những chiếc ấm vâng chiếc chén thì dung tích 60ml 80.000 một chén 1 triệu 180.000 tặng 3 chén có nghĩa là uh, tặng 240.000 và một tác phẩm phải nói là rất đẹp và ấn tượng đó là chữ ấm dáng Tây Thi Như Ý tác phẩm này thì lắp chìm rất khít và như là tiện CNC ở phần mặt bên phải đó là phần vẽ khắc họa tiết là bát tiên vâng tám ngày tiên bên trái là họa tiết khắc hai câu thơ vâng nét khắc thư pháp rất đẹp và ấn tượng chiếc ấm rất đẹp cầm rất là dễ bởi vì cái phần quai ấm ấy nó lại có cái họa lo lại mang cái hình thái là cái hình vuông cầm rất là chắc chắn Vâng, tác phẩm lọc 9 nỗ Phần đấy ạ à. Phần đấy là phần vẽ khắc Một cái bức tranh thủy mặc Có núi lon sông hồ Rất đẹp và ấn tượng Đây là phần vẽ khắc Sau đó người ta lung củi quý vị, mã số D87 290 ml giá 1 triệu 380 nghìn Và ở video vào buổi sáng ngày thứ bảy shop cũng tặng kèm quý vị và các bạn ba chiếc chén Vâng đây cũng có lẽ là ba cái màu mà gần hợp nhất với những chiếc ấm hoàn hoàng chất đất hoàng kim đoàn nung củi. Ba chiếc chén này trị giá 240 000 1380 D87 tặng 3 chén. Thưa quý vị, tiếp theo. Đó là một tác phẩm phải nói là chất đất rất là đẹp. Một chiếc ấm và chất đất rất đẹp và ấn tượng. Chiếc ấm từ xa dáng ấm Phan Hồ. Chất đất nguyên khoáng lão tử lê. Một Loại chất đất từ xa đã xuống màu vào phong hóa, màu tím sẫm bóng. Tác phẩm chỉ dành cho quý vị và các bạn những người thích cái đẹp, những người thích chất đất từ xa đẹp và hiếm. Vâng. Mặt bên phải là phần vẽ khắc một cái bức tranh sơn thủy rất ngột ngoạc nhưng mà lại có hồn bên trái là phần chữ thư pháp khắc chìm đây là một cái tác phẩm ấm từ xa chúng tôi nhập về cách đây khoảng 4 đến năm năm và chúng tôi giữ lại ở shop vâng cũng cất đi khá lâu rồi nay đưa ra để giao lưu cùng quý vị và các bạn chữ ấm dáng phan hồ Trên đất nguyên khoáng lão tử lê lọc chín nỗ 320ml giá 3 triệu 680 nghìn và ở video sáng ngày thứ bảy shop giảm còn 3 triệu 380 nghìn và tặng thêm quý vị 3 chiếc chén cũng khá là hợp màu và vâng. 3 chiếc 60ml 80 nghìn một chiếc tặng 3 chiếc nha Chúng tôi chỉ để có hai chiếc ra là... dạ thôi nhưng mà shop sẽ tặng thêm 3 chiếc chén và thưa quý vị tiếp theo đó là đến những phần rất đặc biệt bốn tác phẩm ấm từ xa đẹp độc đáo vừa về shop bốn tác phẩm bốn dáng khác nhau cùng chất đất thưa quý vị và cùng là họa tiết kết hợp giữa vàng 24k và nghệ thuật vẽ phủ rát men Pháp lam lên bề mặt ấm từ xa. Và đương nhiên rồi, cái phần men pháp lam này sẽ bền vĩnh viễn, không phai màu, không bong màu. Shop bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn. Bốn tác phẩm. Tác phẩm mã số X113. Chiếc ấm dáng Đức Trung. Họa tiết đó là một đôi chim công đang đậu trên một cái cành hoa mẫu đơn bên cạnh có một cái cành hoa mai vâng tác phẩm dáng đức trung họa tiết là phu thê viên mãn phần nắp ấm cũng làm rất ấn tượng điểm nhấn của tác phẩm đó là phần rát vàng ở viền nắp ấm phần rát vàng ở phần núm nắp và rát vàng ở phần vòi tác phẩm lọc chín nỗ mã số x113 310 ml giá 5 triệu rưỡi quý vị hãy cảm nhận chất đất ạ à. thưa quý vị chất đất thì được ghi ở đáy ấm từ xa phần đáy ấm từ xa đó là phần dấu lạc khoản và cái phần chữ nhỏ đấy nghệ nhân có đề là tô môn đạt lạp thanh tô môn đạt lạp thanh vâng một dòng đất từ xa rất đẹp và lạ lấy ở hoàng long sơn vâng giang tô trung quốc thưa quý vị chiếc ấm mã số X113 và cả bốn tác phẩm của cùng một nghệ nhân. Vâng. Đó là ông Uông Khánh Long. Một nghệ nhân với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và shop đã giới thiệu khoảng 6 7 video gần đây. Và hầu hết đã giao lưu hết rồi. Và đây là bốn mẫu vừa về. Có những tác phẩm đạt huy chương vàng, triển lãm lần thứ hai triển lãm Thương mại và Du lịch Văn hóa Quốc tế Đại Liên Trung Quốc năm 2020. Và cả bốn tác phẩm này của cùng một nghệ nhân. dáng Đức Trung này. Và chiếc ấm dáng phòng cổ. Họa tiết đó là một đôi cá vàng. Đẹp không ạ? Trông như là một bức tranh 3D phải nói cái phần men pháp lam với màu hồng rất ấn tượng màu hồng màu tím màu xanh và vẫn là chất đất tô môn đạt lạp thanh phần nắp ấm là phần rát một bông hoa cúc bằng men pháp lam và vàng 24k điểm nhấn cũng như các tác phẩm kia đó là phần dát vàng ở lắp ấm ở phần vòi Và bên trái Cũng là họa tiết của một đôi cá và Đang bơi dưới một cái áo sen Hai cái màu này rất ấn tượng Thưa quý vị Đây là chiếc ấm mã số X117 400ml 5 triệu rưỡi 400ml thì chúng ta có thể dùng Từ 6 đến 8 bát thường trà và chiếc ấm dáng suyết chỉ mã số X119. Chiếc này cũng 400 mil và cũng giá là 5, ,5 triệu rưỡi. Và họa tiết cũng là một đôi cá vàng. Đây là một cái dáng ấm cổ. Và các bác lớn tuổi thì rất thích cái dáng ấm này. Chiếc này cũng lọc 9 ốp. và tác phẩm vâng đây là chữ ấm mã số x 119 dáng ấm suyết chỉ và chiếc ấm dáng thạch biểu như ý đẹp không ạ đối với cái chiếc ấm dáng thạch biểu như ý này thì cái phần vòi vót nhọn thì nước sẽ rất đẹp chiếc này lại làm hai tầng nắp vâng nhằm tăng tiết diện của không khí làm hương trà thơm đậm ngon và sâu hơn chiếc này lọc 14 lỗ đây là một tác phẩm duy nhất bên trái cũng là họa tiết của một đôi cá vàng vâng và chúng ta hãy thử so sánh một chút đây là chất đất lục lê và dấu lọc khoản vẫn của nghệ nhân uông khánh long đây ạ vâng có một cái sự khác nhau một chút giữa chất đất lục lê và chất đất tô môn đạt đạt lạp thanh đây ạ cái màu này nó gần giống như cái màu thiên thanh lê nhưng mà nó lại ngả sang cái màu xanh của lục lê nhiều hơn Vâng Rất là đa dạng Và đây là bốn tác phẩm Cùng của nghệ nhân Uông Khánh Long Và cùng đồng giá Là 5 triệu rưỡi Một ấm Thưa quý vị và các bạn Tiếp theo Đó là một tác phẩm Kinh điển và đây là một độc bản duy nhất vâng một độc bản duy nhất một chiếc ấm và chiếc hộp có gắn tên ông một đại sư vâng công nghệ mỹ thuật sư quốc gia đại sư bào nghi minh đây ạ gắn tên ông đây ạ và chiếc túi sách của chiếc ấm cũng gắn tên ông vào một cái quyển catalog của nghệ nhân này cũng gắn tên ông đó là đại sư bào nghi minh khoảng 5 năm lại đây shop thế giới từ xa giới thiệu rất nhiều về đại vị đại sư này và hầu hết các tác phẩm đã đến tay các vị siêu tầm ấm từ xa và đây là một tác phẩm mới về một độc bản duy nhất để quý vị và các bạn cùng ngắm và chiêm ngưỡng chất đất. Thưa quý vị, một tác phẩm kinh điển. Chất đất cũ nguyên khoáng chu lê. Đất đã xuống màu phải nói là rất đẹp và họa tiết chủ đạo đó là hoa sen đương nhiên một tác phẩm của đại sư thì sẽ phải là thủ công toàn chế và đây là một tác phẩm ấm không hề có vàng bạc châu báu kim cương hay bất kỳ một cái gì ngoài chất đất cũ nguyên khoáng chu lê và đây ạ tác phẩm nằm trong quyển catalog Trang số 03 Tác phẩm có tên là Hà Hoa Hà Hoa hay là Liên Hoa có nghĩa là tác phẩm là là hoa sen Thưa quý vị Mặt bên phải đó là phần đắp đổi Một bông hoa sen và một cái lụ sen Và cái phần giáp đáy ấy, Đây ạ à, Là đắp đổi hai cái lá sen uốn nượn cong trông rất là đẹp và đặc sắc bên trái là trơn và cái phần lắp ấm ạ chứ vung ạ thì là đắp nổi một cái lá sen lên trên cái phần vung ấm đây ạ tạo một cái điểm nhấn 3D và cái phần núm nắp là đắp một cái bông hoa sen một tác phẩm kinh điển và một chất đất cũ đã xuống màu rất đẹp và chúng ta hãy cảm nhận chiếc vòi ấm ạ. là hình tượng của một cái lá sen gói lại Đấy đây đây là cái phần gói lại rất đẹp và ấn tượng quý vị hãy cảm nhận vâng làm bằng tay mà được một cái tác phẩm thế này thì nó sẽ là kinh điển như thế nào vâng trang số 03 cho quyển catalog của nghệ nhân bào nghi minh và thưa quý vị một tác phẩm kinh điển một độc bản duy nhất ở việt nam chất đất mộc không hề có vàng bạc châu báu dành cho quý vị những người trong nhà đã có quá nhiều vàng bạc rồi thích một sự mộc mạc giản dị thì đó chính là đây một tác phẩm phải nói là rất đẹp và ấn tượng chất đất cũ chu lê đã xuống màu đối với tác phẩm này ấy, thì shop có chuẩn bị trước chén quý vị hãy cảm nhận ạ chiếc chén nó có cái phần gậy như ý rát vàng và dung tích là 50 ml 800 000 một chiếc chén này đối với chiếc ấm này dung tích 320 ml chúng ta ghép 6 chén thì phải nói là tuyệt vời không bút nào tả xiết hoặc có thể đi với 5 chiếc chén này đây là mẫu chén vừa nhập về Một mẫu chén Rất đẹp và ấn tượng Cũng là đất cũ chu lê họ tiết đó là phần khắc Một cái cây hoa lan Và một chú bướm đang bay Đất mộc đẹp ạ Chiếc chén này dung tích 70ml 250.000 một chén Chúng ta có nhiều sự lựa chọn Cho cái tác phẩm kinh điển này Nhưng Hai chiếc chén này thì màu sắc và dung tích rất phù hợp. Chiếc ấm này 320 ml thì chúng ta có thể dùng 5 chén này. Hoặc có thể dùng 6 chiếc chén này. Đồng màu đến 100%. Vâng. Thưa quý vị, tác phẩm kinh điển 320 ml 15 triệu 800 nghìn Một độc bản duy nhất Một tác phẩm kinh điển đẹp, giản dị, tinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng thứ bảy tuần này, shop thế giới từ xa lên 8 tác phẩm ấm từ xa, đẹp và độc đáo. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem video và đồng hành với shop thế giới từ xa. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh, xin vui lòng đăng ký kênh. Mọi tư vấn mua bán, giao dịch, trao đổi, xin vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin vào con số này like, 0917. 828186 đây cũng là số có Zalo của, của shop Thế giới từ xa. Vâng. Ngày thứ bảy cuối tuần, cũng xin kính chúc tất cả quý cha hữu thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và những người thân. Shop Thế giới từ xa xin chào và hẹn gặp lại.